Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Ok đây rồi. Đây à? Không phải nó chạy đây rồi. Đưa ra bạn đây. Ok nốt nhá. Mày làm gì vậy? Mình có làm gì đâu. Mình cứ đang sợ chết đấy mà Hồ Nhi ơi. Bạn bảo sao mình lại làm thế là như nào? Ý bạn là sao hả? Wow. Thằng bạn ở đâu? Chưa thấy à? Còn thằng bạn ở đâu ông ơi? Từ thế để ở tôi cuốn máu thôi đã. Ok các bạn đây đấy không? Chúng ta sẽ cùng đi săn mạng nha mọi người. Có xe, ok đi. Tụi ông lấy xe săn mạng cho nó ngầu. Ôi ông gầy mình chỗ kia à? Chết thôi Nhi ơi. Hồ Nhi sao yếu máu vậy? Bây giờ nó phun máu rồi anh em ơi. Bị cả địch nhà bắn cho chảy yếu máu. Xem mới bạn ơi, hey. Lên gần nè các bạn. Bây giờ thì mình sẽ qua phía đó là phía khu vực thăm hồ nha các bạn ơi. Qua luôn thắp ủng hộ chứng ngại gì hả anh em. Ok ok đây. Đâu bạn ơi? Yêu ơi vị chỗ nào vậy? Bên trên đó. Ok ok đây. Chỗ nào để tôi chạy qua ông ơi? Cứ chạy thẳng nữa à? Ok ok. Chưa thấy ai đâu ông ạ. Thế hôm qua thăm đồng hồ chúng ta sẽ lên cổng chờ nha anh em. Lận lờ qua UAV một xíu nhỉ. No. Trong UAV không có ai cả. Thế lên tạm cổng chờ nha anh em. Let's go. Đây rồi các bạn. À đây rồi đây rồi. Có nhiều như vậy. Nghe nhá. À nó chạy này. Thằng này thì xanh mộ rồi. Còn thằng bạn nữa không ơi? Để tôi xử nó này. Mày xin mọi cho mời. Hôn nhê đừng. Đây bạn đây. Qua câu một niềm tin à? Đây tôi cứu này. Qua câu nê. Có giỏi qua câu nê. Đây bạn đây. Tôi dựng quả bom keo kính như vậy để câu một niềm tin à? Xây nó đứng rồi đấy. Xây nó ngay. Mày chạy à? À thằng này hai đứa. Ok hay lắm bạn đấy. Ui nhưng mà kẻ địch bắn. Phải bạn bắn nào. Gắt thật. Thế qua lượm sát đằng kia cái đã ông ơi. Để tôi về trong nhà này, hình như có 33 này. Ngon. À đủ ngon. Kẹo vừa lượm được cái 33 các bạn đây. Quá đã. Đây. Máu này Hồ Nhê. Chỗ này có máu này Hồ Nhê. Giảm thanh nữa. Trang bị giảm thanh luôn nha các bạn ơi. Đây. Gai mìn này. Hồ Nhê lên xe. Chở qua kêu nó. Từ đây tôi rút xác rồi đã. Coi chừng cái thùng dầu bạn ơi. Dầu cho bắn nổ đi. Từ từ bạn đây. Mình vào trong cái đã. Let's go, thử kệ đi. Đi. Nó đâu rồi ngay qua săn nó luôn nhỉ. Chạy chậm thôi ông ạ, săn cho dễ. À. Đằng sau à? Nhà 2 tầng nhá. Nhà 2 tầng á. Ok ok. Thế rồi ngay. Cho nó mấy quả lựu nữa nhá, tôi 3 này. Mày chặn em ơi. Ui, câu lựu lỗ 1 quả. Nó nhảy xuống rồi thì phải. Ơ Hồ Nhê. Bạn ơi từ từ. Đây cứu ngay. Tuổi gì chơi bạn tao hả? Nó gầy mình ngay cửa thì hơi gắt rồi. Ông ơi cẩn thận mình nhá. Bọn này nó chơi gắt đấy. Đây scoponic này. Quá đã anh em ơi, có luôn scoponic này. Tuyệt vời. Tuyệt vời ông mặt trời. À còn một bộ đính nữa bạn ơi. Qua đây để nốt cái bốn ít này bạn. Đây tôi đang cuốn máu rồi đã. Tranh thủ gái mình cầu thang bạn ạ. Đây mình gài cho này. Ok đi bạn ơi. Đây con nào anh em. Có thính nhá. Ơ xe mình đâu. Đây tôi lấy xe cho. Lên xe nào bạn. Xe này còn mới chán nhá, chạy thoải mái. Ơ, nó gài mìn ngay phía dưới, gát.
Ê, thính trên nhà này à? À đây đây. Ơ tôi nhớ thằng nãy có ổ ra cơ mà. Thằng nào vừa bắn ông là thằng đấy à? Có phải không vậy? Bắn lượm rồi á? Ok ok. Let's go nào các bạn ơi, mình sẽ xuống khu vực đèo đá một xíu nha anh em. No one, đây rồi, đây rồi nhé, thằng này bạn đây, sau chủ điện nhá. Ok, đã xong. Wow, nhiều đồ ngon phết nhỉ anh em. À bạn đây, không sao. Xây nó ngay. À, nổ xe. Chạy qua bên đây. Ăn nó rất là không nhê. Gắt thật. Bạn tôi chơi gắt quá nhỉ. Mình sợ bạn rồi đấy. Ờ, mình đâu có gắt đâu. Mình mới có được 4 kill đấy. Bạn mới kill rồi. 2 kill á, bạn có đùa mình không đấy? Mình không đùa. À, mình 4 kill, bạn mới kill rồi. 2 kill á. Sam lìn, không tin. Nói rồi. Ơ, mình vẫn đốc thêm một đứa nữa là sao nhỉ? Mình. À, mình à? Ngon. Vẫn đốc một đứa nữa. À, chắc là ở căn nhà đấy không ơi? Cho nó cứu nhau rồi. Đậu xanh từ từ bạn ơi, đây. Trở lại đây bạn ơi, cho nó cứu nhau à? Tự nhiên thấy hiện ký hiệu nốc, bạn có hiện không? Không. À, đủ. Lên xử nó bạn ơi, chắc là có hai đứa đấy. Nào, chạy lên bạn ơi. Còn lại có hai mấy giây nữa thôi anh em ơi. Ok, anh sẽ cố tấm 1 nha anh em. Nhìn anh bắn thấy lắc mắt luôn em ơi. Anh chơi gà em ơi, làm gì có lắc mắt đâu em ơi. Chúng ta sẽ quay lại cái căn nhà cũ anh em ơi. À, thằng nào gài mìn bên cạnh thính kia, ông kia gắt thế nhỉ? Ui, ui nó gài mìn giải vòng tròn luôn anh em ơi. Đây, bạn đây. Nhà này. Đúng rồi, đánh vào. Ok đây. Mày chạy đi em ơi. Ui. Lên trên rồi. Ok gắt. Bạn tôi gắt quá nhỉ. Thế thì ghê rồi, bạn mấy kill rồi? 3 kill á? Wow, bạn tôi chân thật vậy ư? Mình không tin. Nói rồi. Nói rồi. Bỏ thu rồi, gầy mình làm gì bạn ơi? Chẳng có ai chạy qua đâu. Đây, tôi lấy con xe không ơi? Xe hơi nát nhưng mà thôi chạy tạm đi bạn ơi. Vào bo nhá. Hey Hồ Nhi, lấy xe. Ok, let's go các bạn ơi. Như vậy là hiện tại còn lại có 11 người chơi nữa ở trong cái ván đấu này nha anh em. Cố gắng làm trận top 1 nhỉ. Để tôi chạy thẳng xuống khu vực phía dưới luôn các bạn ơi. Wow. Lái xe hơi ngáo tí anh em thông cảm. Let's go nào các bạn ơi. Đây, chạy qua phía thính này nhá. Thế này chắc chẳng có gì đâu nhưng mà thôi kệ đi. Hố ra bạn đây. Có rồi. Lên xe à, có gì. 11 thằng nữa thôi à. Ok, tranh thủ chúng ta sẽ đi kiếm mạng nha anh em. Tôi lận lờ lên mấy khu trên này kiểu gì cũng có mạng nhá. Đây ông ơi, một đứa đang chạy này. Nó chạy này ông ơi. À, mình chạy à. Chạy à. Xanh mộ. Một tông vào xanh mộ luôn nhé. Ok đây. Được không nào? Hẳn là vừa chạy vừa nhảy cơ. Ok các bạn ơi, như vậy là chỉ còn lại có 8 người chơi nữa ở trong cái ván đấu đấy nhá. Đây, tôi với Nhi đang cố gắng chạy đi và tiếp tục kill thêm được những cái mạng tiếp theo. Có lẽ như là bây giờ chúng nó thủ nhà hết rồi không ạ? Mình chạy xe chẳng ai quan tâm. Xe mình còn có nửa cây nên mà chạy vẫn cứ gọi là chạy bon bon không ạ? Đi. Bên kia ngay trong vùng an toàn lại là vùng đen gờ luôn ông ơi. Gắt thật. Nhà phát hành có lẽ như là chơi khăm người chơi à.
À, thằng nào leo cầu vậy? Chết cầu, chết cầu nha, chết cầu. Xe máy nó để ngay cầu này. Thấy chưa, ông thấy trên cầu chưa? Không có đâu, tôi vừa lượn xong rồi, không có ông ơi. Ok, ok đi. Thế bây giờ ghé qua khu vực kho quân sự một xíu nhỉ. Chắc là có người đấy. Vòng qua lên đồi xong lại vùng xuống thôi nha em ơi. À, gắt, còn lại 7 đứa thôi nha em ơi. Cố làm cho tôi một nhỉ. Xe mới, xe mới, xe mới. Xe mới nhỉ. Trên, trên, trên xe mới. Đi bạn ơi. Đây, lợn lờ trên đồi cái đã. Đấy. Ủa, kiểu này là hết người rồi nha em ơi. Bây giờ chạy thẳng xuống dưới thôi, chứ ngại gì. Xe này đang còn đó là... Thôi xong, đâm một phát, xe nát như xe lúc nãy anh em ơi. Gắt vậy. Nó lại gắt quá cơ các bạn ơi, đây coi, đây coi. Đây. Cùng kẹo đi sân mạng nha anh em. Đây, 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 bạn ơi, đây bạn ơi, đây bạn ơi, đây bạn ơi, đây bạn ơi. Nó một á? Gắt. Một đứa sau tảng đá này bạn ơi. Đây, 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 đây. Qua spawn mình bạn ơi, spawn mình bạn ơi. Ok, đã xong nhá. Gắt thật. Lợi một cái đây bạn ơi. Đây, đây, ok, ok, chờ tí. Đang còn máu nốt kìa đã. Đây bạn ơi. Chỗ nào đây? Ô, phía sau gắt vậy. Không ngờ. Bên dưới á? Ok đây. Đừng đấy mà săn đâu, ngại gì. Đây này, đậu xanh này, đậu xanh này. Ok, đã xong nhá. Xong một đứa rồi bạn ơi. Chạy lên trên đi. Bây giờ tôi bơm lấy xe mà chạy bò này. Chạy bò. Lấy xe chạy được bạn ơi. Có nhiều như này. Lấy xe bạn ơi, nhanh, 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 nhanh. Nhanh bạn ơi. Không lên được á. Nhanh này, nhanh này. Chạy bò như này mới hợp lý bạn ơi. Lên được. Chờ tí, đang xử lý hơi lỗi bạn ạ. Ok, ok đây. Vòng lại trên này các bạn ơi. Ok, hai lần cuối nhá. Chạy chậm chậm thôi nha em ạ. Xem là chúng nó ở đâu. Chúng ta sẽ kill nốt hai thằng cuối thôi nha em ơi. Xe mặc dù hơi nát nhưng mà vẫn khá là ok đấy. À, à đây, đây ông ơi, đây ông ơi. Đứa ngay chỗ mông keo này. Ok, một tông rồi nhá. Tuyệt vời, tông 1. Quá đã. Quẩy thôi bạn ơi. Sời. Tuyệt vời nha em ơi. Yes. Như vậy là trong cái ván đấu này thì kẹo đã được tôi 1 với 8 kill, hôn nhiên 5 kill anh em ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.